Xin chào quý vị và các bạn, hôm nay tôi quấn cái máy track track này 210 này. Nó đã bị cháy nhá. Còn quấn này chúng tôi đã quấn xong, nói chung đẹp lắm. Bởi vì thực chất mà nói là do lâu ngày cũng không quấn, bởi vì là cái này thường thường họ hay thay, họ bây giờ hỏng họ mua cái khác, nên loại này họ bây giờ lâu ngày thì có cái thân đẹp này, nói chung họ mới quấn. Thường thường của họ, họ bị thường hay bị nát hết thân này, thì hôm nay tôi sẽ quấn cái này thì đã xong. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lắp lại. Bây giờ đây là nó có hai dây to của nó này, nó có dây chung, dây chạy, dây đề. Thì trước tiên thì chúng ta sẽ tìm đến cái dây nào to. Bây giờ chúng ta không phân biệt ở bên trong này nhá. Đây là hai cuộn dây chạy này, hai cuộn. Thường dây ở bên dây chạy thì chúng ta nhìn ở bên ngoài, tức là cái vòng phía bên ngoài, còn dây khởi động nó nằm ở bên trong. Đấy. Bây giờ chúng ta nhìn dây, nó có hai dây, một dây 45 và dây 35, thì khoảng cách là 10 thì chúng ta nhìn rõ thôi. Dây nào to thì chúng ta cầm. Hai dây này to này, dây này nhỏ này, hai dây này to này. Bởi vì tôi quấn hai loại màu nó cao, bởi vì tôi chấp đấy, thì hai dây chạy, hai dây khởi động. Thì bây giờ chúng ta sẽ lắp vào. Chúng ta để như thế này, chúng ta lắp các bạn nhé. Đây, chúng ta nhìn cái dấu này. Đây, thì chúng ta sẽ tiến hành lắp nhé. Lắp thì chúng ta nhìn ở phía bên này. Đấy. Đấy. Chúng ta lắp vào. Và chúng ta sẽ đóng xuống. Đóng xuống. Đấy. Xem được quay nó có lỏng không? Được, coi như đều. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lắp cái này vào. Chúng ta sửa sang ở đoạn nào, chúng ta sửa sang trước các bạn nhé. Rồi, vậy thôi. Rồi, 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 rồi. Đóng xuống. Đây. Rồi. Rồi, chúng ta đã lắp xong nhé. Bạn xong nhé. Bây giờ chúng ta đấu luôn. Chúng ta đấu cái dây này ạ. Chúng ta cào sạch sẽ nhé. Chúng ta cào thôi sạch, chúng ta đấu nhé. Đây, chúng ta cào hết những cái mũi này. Đây, chúng ta đang còn nối đây. Đây là hai dây này to, hai dây này nhỏ. Rồi, bây giờ chúng ta bắt dây này với dây này làm dây chung đi. Thì chúng ta nếu có gì chúng ta đảo chiều các bạn nhé, nó đảo chắc dây to dây ấy được nhé. Rồi, bây giờ chúng ta đấu dây chung vào này với nguồn này, dây chung với nguồn. Rồi, còn tụ của chúng ta đấu một dây tụ. Và dây chạy đây. Rồi, chúng ta kiểm tra thì nó chạy như thế nào. Chúng ta phải lấy một cái guồng nhé. Đây, bây giờ chúng ta phải để như thế này. Thì nó chạy về ngược như thế này. Nó chạy loại này thì là ok nhá. Bây giờ chúng ta phải gặp điện các bạn nhé.
thử xem sao nhé. Rồi đấy, điều của nó đó. Đúng luôn đó. Đấy, đấu được chạy như vậy khỏe luôn nhé. Thấy nghe cứng nhỉ, để xem sao. Rồi rồi đấy, như vậy là ok. Chúng ta tiến hành đẩy ống ấy và làm những cái chỗ này chỗ khác thì chúng ta bây giờ chúng ta tiến hành vặn lại, đẩy vào cái tủ tiệc đàng hoàng vào chỗ này chỗ nọ, chúng ta đẩy vào đấy. Này vịt đây các bạn nhé, nhiều lúc các bạn là vịt nào ngắn ngắn nhá, thường thường các bạn lặt vào đem chuyên cái này là chuyên cái này vặn vào lung tung, có những vịt nó dài quá nó chui vào ngay vào trong cuộn dây này, thành ra là các bạn đôi lúc vặn cứ đè vặn vào vặn ấy vào là đâm thẳng trong dây là chọc luôn. Tôi bị dính một vài lần như vậy rồi, trước đây có bị rồi. Đến đây chúng ta thử để xem sao là ok nhé các bạn nhé. Rồi là chạy ok nhá. Thôi đến đây là cảm ơn quý vị các bạn đã xem, nhớ nút like, subscribe. Xin chào mọi người nhé, là xong nhá. Cảm ơn mọi người đã xem.